RMIT Vietnam is holding its fourth International Business Forum in 2020 with the theme, The Vietnamese Economy in the New Normal, Managing Free Trade Agreements and COVID-19. Vietnam continues to show positive economic growth despite the emerging global recession and the continuing coronavirus pandemic. Wherever the virus hit, millions of people were unable to work and so have less money to spend. This means there is a lack of demand around the world, and it affects businesses of all kinds. At the same time, a new free trade agreement with the EU has brought both challenges and opportunities for Vietnamese firms in European markets with global competitors. Leading Vietnamese and international speakers from both the public and the private sectors will gather to discuss what firms should do to manage the challenges of free trade agreements and the COVID-19 pandemic. Speakers will include Associate Professor Tran Dinh Tien, advisor to the Prime Minister, and Ms. Melissa Keane, partner in the leading international law firm, Allens, as well as Professor Posso from RMIT in Melbourne, among others. Good afternoon, distinguished guests, colleagues, students, ladies and gentlemen. Welcome to the International Business Forum 2020. My name is John Walsh. I'm the Senior Program Manager for International Business here at RMIT Vietnam. It's my honor to be your host today. Now, we would like to inform you that the forum will have simultaneous live language translation. If you would like to listen to the forum in Vietnamese, please click on the link that appears on your screen now. Okay, this link will be available throughout the forum. Thank you. We are gathering today to gain greater insights into the future of Vietnam's digital economy. We will have some welcoming remarks from members of the organizing team, and then we'll move on to the first of the presentations, followed by a question and answer session. So please feel free to submit your questions at any time, and we'll do our best to answer them later on. Over the last few years, RMIT Vietnam has successfully organized the International Business Forum. To continue this series, the International Business Forum 2020 is organized to explore Vietnam's international business in the new normal, managing free trade agreements and COVID-19. We have the great honor to have the following distinguished guests participating in our event today. Associate Professor Dr. Tran Dinh Tien, advisor to the Prime Minister. Dr. Nguyen Quang Trung, head of the Management Department at RMIT Vietnam. From RMIT, we are delighted to welcome the presence of Professor Matthews Nkoma, Head of School of Business and Management, and Associate Professor Dr. Robert McClelland, Deputy Head of School of Business and Management. We also warmly welcome staff and students from across the disciplines and campuses, as well as colleagues from other universities. It's a great chance for us to welcome warmly academics and researchers from across Vietnam, local university students and parents, representatives of local and foreign enterprises, members of other universities and organizations, and members of the media who are also joining us in this event. Now, I would like to invite Professor Matthews Nkoma, head of the School of Business and Management, to deliver his welcome address. Please welcome Professor Matthews Nkoma. The floor is yours, sir. Thank you very much, Dr. John Walsh, and also for introducing all our guests. My name is Matthews Nkoma. I'm the head of the School of Business and Management. Special welcome to Associate Professor Tran Dinh Tien. Would like to welcome you, especially to RMIT and on our Hanoi campus. Distinguished guests, colleagues, students, ladies and gentlemen, it is my pleasure to welcome you all to the fourth annual International Business Forum here at RMIT University Vietnam. As part of our engagement strategy, we have established this prestigious annual forum to discuss vital international business themes in Vietnam and also the best practices for international business. This is the fourth organized event by the School of Business and Management. The central theme of this year is Vietnam International Business in the New Normal, Managing Free Trade Agreements and COVID-19. Amid the ongoing global recession caused by the COVID-19 pandemic, Vietnam continues to show some positive signs of growth.
The performance is remarkable and its success is resisting the pandemic. However, Vietnamese firms must have more updates, transform their business and adapt to the increased competitiveness brought about by the new signed agreements or free trade agreements and the changes in practice and performance caused by the virus. As you may have seen from previous events and also from today, famous experts, managers from industry and government, including the policymakers, have been invited to present their views on the topics related to international business and the context of Vietnam. To adapt to the new normal, the International Business Forum this year has been moved to online and takes place over two sessions. Last week, we had the event organized on Wednesday at our Saigon South campus. And the second one is today, organized at our Hanoi campus. Both of them are online. And I just wanted also to congratulate the international business team for continuing organizing this important forum. And I welcome all the audiences, like what Dr. John said, from industry, government, our students, and our own academics. I'm always inspired by the topics that are presented. And I'm looking forward to all the presentation this afternoon. Thank you very much and enjoy the event. Back to you, Dr. John Walsh. I hope that you enjoyed the quiz and you're ready for our first session. This is going to consist of two presentations by our speakers. Please remember for this online forum, from now on, you can raise questions in the question tab for our guest speakers who will answer these in the second part of the session today. The first presentation will be by Dr. Trung Nguyen, head of the Department of RMIT Vietnam in Management. And I also will say a few words from my perspective as Senior Program Manager of International Business. Our topic will be Vietnam Business Environment Updates and Digital Transformation of Firms Operating in Vietnam. And so you can see the slides on your stage. Okay, this is the agenda that we have for the slides today, and we will begin with a few comments, as I said, on the business environment in Vietnam. And then once I have introduced this subject, we'll move on to Dr. Trung, who is going to talk to us about digital transformation and some research that he has been working with KPMG to understand the nature of digital transformation in Vietnam. So when we look at the world today, we see a world in an unprecedented situation, a world in which we face a coronavirus pandemic, the like of which no living person has ever seen. It's unprecedented. We hope that in due course we will be able to find a solution for this problem, but we don't know for certain. We hope that, as economists would tell us, the problem for the economy, and I leave aside the human cost for the moment, the problem for the economy will be caused by the lack of demand, which is inflicted by this terrible virus, which means that people cannot go out and spend money or indeed earn any money. Logically, if that factor goes away, then the world economy should return back to normal because demand will return to the normal situation. However, this is only a guess. We can estimate what has happened last year. We can estimate what is going to happen this year, but we really don't know what's going to happen next year. One thing we do know is that the spread of the effects of the recession that we are entering into are uneven. They will affect some people worse than others. And within societies, some people will be more badly affected than other people. Around the world, -4.9% of GDP growth is anticipated, and this is much worse for the advanced economies, who are scheduled to decrease by 8%. My own country, Britain, recently announced that it had declined by 20%, so variation is quite high, whereas Vietnam, as one of the emerging markets, on average will decline by 3%. As we know, Vietnam, in fact, in the first 6 months of the year, actually managed to increase growth by a little less than 2%. And so we consider the new normal.
is the new normal one in which we face a terrible virus and that we are obliged to wear masks and stay apart from each other for the foreseeable future? Or is it something that we can hope will end in due course? What do we know from the first 6 months of the year in Vietnam? Well, Vietnam has been able to, partly through excellent government action, but partly because of other factors, Vietnam has so far been able to avoid the worst of the recession. There are nevertheless worrying signs in terms of the labour market, and more than 30 million people have been negatively affected so far, and we see that the number of people in work has declined, unemployment has risen, and we can anticipate that in addition to unemployment, underemployment will also have risen, as people who would once have earned their living in the urban centres in Hanoi and Ho Chi Minh City have been obliged to return to rural homelands in order to find alternatives to what they would normally do. GDP growth rate, which was once steadily and improving, has declined in 2020, in line with what we have found in the rest of the world. It is still projected to be positive, and this is a really almost a miraculous result considering the impact on neighbouring economies and on trade partners. The impact, in fact, may become worse in the future if trade partners are unable to improve their performance. Quarterly growth follows this decline, and as we can see, the principal impact has been on services. Services involve working with people, and the production and consumption of services cannot be separated. They require people to interact with each other. Under the current circumstances, as one might be expected, when we cannot be next to each other, we cannot interact directly with people, services have declined precipitously. Agriculture, on the other hand, has proven resilient, and in part this is because of people who have returned home from urban centres to rural heartlands in order to overcome the loss of the work that they had in the big cities. And so we would expect to see agriculture continuing to look resilient into the next year, and in due course being able to take advantage of the free trade agreements, which represent the opportunities and challenges as part of the new normal. Investment has been continued to be, if not buoyant, then at least positive, and it has seen the impact of impetus from previous years, in which a lot of investment figures were already announced and firms were committed to undertaking these figures. If there is to be a continued dip in the economy, then the investment figures will reflect this in due course. So whereas the overall figures are relatively encouraging, we cannot be complacent about this, and efforts will continue to be taken by the Vietnamese government, as Dr. Tien is going to explain to us later on in some detail as to how these problems are to be overcome. As you would expect, in a declining economy, cash is king. We see reductions in liquidity and reductions in possibility of obtaining credit. And this indicates a lack of confidence in the economy, which could, if not halted, lead to a continuous downward spiral, which will eventually plunge the economy into a recession. However, all is not lost. We still have some hope. We have, as I say, FDI inflows show some level of stability, and we can hope that particularly in areas which are being opened up because of free trade agreements, that new opportunities will exist for companies, both Vietnamese and foreign firms invested in Vietnam, to improve their situation in the future. At the household level, as I mentioned at the beginning, the impact is uneven and depends on the sector in which families were operating. Biggest problems are reductions of income resulting from job loss and from not being able to participate in daily life within an urban situation. And we can anticipate that in situations where job losses are taking place, they will not be distributed evenly. Instead, some vulnerable people, women and older people, are more likely to be suffering from unemployment than younger people and male Vietnamese, which is normal for any economy. Okay, having considered these issues and laid the kind of a basic understanding of the situation at the moment, we look to the forward to the future. And part of the future is
digital transformation. And to speak to us on the subject of digital transformation in Vietnam, we have Dr. Nguyen Trung, who is the head of the management department at the School of Business and Management, RMIT Vietnam, and he joins us now. Dr. Trung, the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Dr. John Washt. I would like to take this opportunity to thank John for, the organizer. He actually the chief organizer of this event. And we have the great pleasure working with him. And actually, John have the doctoral degree from Oxford University, and he has become very famous recently with many articles on Vietnam, integration like EU, FTA, and he have been very often invited to provide comment on the national television as well. So thank you so much for putting a lot of effort in make it happen. Ladies and gentlemen, so I'd like to start by extending our sincere thanks to our distinguished guest speakers, including Professor Tien, our today guest speaker as well, our students, our staff who participated in today's event, and especially our head of school, Professor Matthews, for his forward-looking and very supportive leadership. Without his resource commitment, I don't think that this forum would be possible. Going back to the first day of the event, actually last Wednesday, we did present about the 13 FTA free trade agreements involving Vietnam. And we also provide some knowledge and also advice on how to utilize them. So we don't have a chance today to come back, but if you have a question or demand to get those slides, so just shoot our organizer teams so that we can send you those slides as well. With the guest speaker from Army Team Melbourne, from other guest speakers as well. In today's presentation, John have just provided the macro updates on Vietnam, and I now present about the project, digital transformation, the research findings that our team have been doing so far. So before I go for my presentation, I would like to acknowledge the support from RMIT and KPMG Research Center of Governance. Thanks for the generous support. We did 30 interviews and focus groups here and in Hanoi. And many of them all also joined us today in this forum. So my sincere thanks to them, especially our colleagues from KPMG who are also watching right now. And apart from interview, we have as of now 312 firms participating in our research, which is make it possible today. So also my former college, Associate Professor Victor Ken and other three research assistants, Don Long and Tate, who also support us in this research. So we really appreciate their support so that we can have our research finding today. Part of the presentations, number one is about the descriptions in the new normal. So I guess if you look at this, you will see that, I want to raise the level of anxiety from you. You look at though a big brand that, appears on the screen right now. I'm sure you know quite a lot of them, right? But the bad news is that these have been facing a lot of challenges. Some of them actually go bankruptcy and they cannot be back, or they gradually be back and join another industry. So this, appears and happens quite often. Therefore, many people say that, the disruption can be a new normal. Actually, I look at the new normal terms come from more from the digital transformation than what happened right now with the COVID. So this just to raise the level of your anxiety at the firm or at the, staff working in the industry right now, even the big, firm like Kodak, like Nokia, even Yahoo, and many others, a big name. So all of them have been in trouble. So that the bad news, right? But I also like to raise your level of, excitement by looking at this slide, right? So our team did the update research just 2 days ago. And there's two things that I want you to pay attention to this slide, right?
10 years ago, you look at the top 10 firms in the market on the left-hand side, and 10 years later, it's me now, right? 2 days ago. Just amazing to see, you know, two things. Number one, you look at Apple, right? Apple 2 years ago, and 10 years ago, and now, after 10 years, the market cap is actually almost 10 times. Just amazing, right? And the second, you know, you can learn a lot from this, you know, or imply a lot more. But the other thing that I want you to pay attention to is look at the list now, 2020. So most of the firms is actually technology-based firms. So technology is the biggest thing in business right now. That is not from me, right? So from many experts. So I just want to let you know that if this slide, I want to raise the level of anxiety that a lot of big firms would think that they will last forever, right? But they're gone immediately. But this slide tells us also that technology will make firms going very fast and become the biggest one. No one can deny from this reality. Okay, so now what is digital transformation? Or digitization. So you know that when we did the interviews, and it means different things to different people, right? So many definition put forward, you know, for explaining what's the digital transformation. So I don't want to go too much into the definition, but what digital transformation can help business. So I like to focus on three things. Number one, they can improve, they can make change, they can transform the customer experience by several pillars, like you look at this slide, right? So you can help us understand customer better, can help the growth faster and achieve all the target, and also can communicate better with our clients, right? The second one is about the operation, right? So it's a very important part of the digital transformation on the operation. And I will come back to this one a bit on the strategy, but within about 20 minutes or so for both of the speaker, we don't think that we have sufficient time to go, you know, too much into detail, but at least you know the DNA of it. What's the most important, right? The third one would be on the business model. You see the way that Grab by Uber and many other big firms, fintechs, how they transform the industry. So digital transformation in the itself, they can transform the core business, right? What happened in the firm right now? What are the revenue model of the firm right now? They can transform it, and they even create a new business model. That is the in the itself I could tell about the important thing of the digital transformation. Now, talking about the DNA, so this means the most important, right? So our research finding, other research, in the previous, they already look at, you know, the experience from many firms around the world, and they come up with a conceptual model. And in fact, many people, many researchers from Harvard Business School, from MIT, they have a common, you know, observation on digital transformation. Number one, they say, maybe shock you, but they say what? They say that digital transformation is not about technology. I think this surprises it, right? So when we talk about digital, it seems like all about technology, but the number one thing they say, if you Google, you can find out Harvard Business School and then digital transformation, and then it appears immediately, the article say, it's not about technology. So what else in there? So we adopt our researcher in this team, in our team, adopt a conceptual framework, and we say, okay, there's two pillars, right? Two important pillars. The first one is a capacity of managing the transformation. It's more about technology, okay? So in this framework, you see that the number one, the pillars would be the managing the transformation. So we will have to break it down into three smaller sections. So the first one will be the governance. So in governance, you see that, okay, the awareness of the leadership, who is the champion, right? Resource committed to this process, communication to
to all the stakeholders, right, especially employee, because they will be threatened by technology. They're afraid of being losing their jobs and the collaboration. You know, a lot of silos in there, a lot of power, a lot of people saying that, okay, this is my data and so on and so forth. And also the strategy have to be consistent, right? You have to have the plan and you have to have the business model and you have the, especially the culture, right? So we put a lot of effort and almost everyone, you know, not only the researcher from the Harvard Business School, MIT, top, you know, university in the world, but also from top, you know, the big four. And they also like KPMG, like McKinsey, and other big firms, they all talk about the BWC, right? So they all talk about the important role of culture, which surprisingly says not about technology, but about culture. So you know, I hope that after this talk, because we did a lot of research into this, and it surprised us as well in terms of the pillar. So the first important part in the DNA for the digital transformation is the managing capacity. All right, but we need to tell, you know, we have to be transparent here. The second part in that DNA would be the digital intensity. So the difficulty for now is we see that most of people in Vietnam and other country, when they say about digital transformation, they leave it to the ICT department. They leave it to the technology part of it. They even forgot about cyber security. And they did not pay much attention about the creation of digital value using the data, right? So data, people say, the lifeblood of the of people. They use that metaphor to tell us. So many people say data is king right now in business. So in fact, it's part of the digital intensity. You need to have technology, you need to have infrastructure, but all of that to have us to have the data. And then you have to have the competency, right? You have to build the tech service staff, you have to open to learn like you know, culture, you have to upskill your staff, you have to have digital expertise and all sort of things like this. So it's not an easy thing, right? So I just now, you know, go to the two important, and many researchers saying that the DNA, right, the most important. So number one, I just emphasize the managing the transformation process. So that capacity. Number two is about digital intensity. But remember, it's not just technology. It's a lot more, okay? So this one is maybe the most interesting part in my presentation that you're curious to see. So where are the firm in operating in Vietnam in these two pillars of the DNA for digital transformation, right? So if we put this, the vertical assets is here, digital intensity. We combine three small sections in it, and then we combine three small sections of the transformational management intensity. So we do the surveys, and as of now, we have our sample quite small. It's not bad, right? To 312 firms, and here's the result. So we look at, you know, this area, right? So this area is the they say it's the fashionista, and this area is digital master. So digital masters mean you are high on the transformation intensity, and you also high in the digital intensity. So at this quadrant, right? So this one we call the digital master. This one is good at, you know, I will show you in a second on how the firm look like in this each of the area. But the maybe the most important thing you look at is state-oriented price. We call continue new price. So we define the state-oriented price, the ownership is more than 50% in our study. And they are just in this zone. This zone is beginner, right? So just in as the beginner. When we look at the small and medium enterprise, it just, you know, a little bit, you know, right there at the border of the beginner, right? So that is small and medium enterprise. But look, we look into our data and we see that this is majority of the firm in here, small and medium enterprise, but actually they are
the medium size. It's not small at all, right? So they have about 150 and around 100 and 150 staff. So they're not small, right? So the medium enterprise. I will tell you the challenge facing Vietnam in a second in terms of the structure, missing the middle later on. And here on the large private enterprise, which means that, you know, in terms of staff size, they're larger than 150 staff, and they are, you know, just higher than the beginner. And the final type of the firm that in our research showing that the foreign investors enterprise, and they do much better. It means that they on this zone, it means that they master of the digital master in this digital transformation process. Okay, so in a nutshell, what we learn here is a lot of our firm, state-owned enterprise, and SME still just in the beginning of this process. That's the message from our study by now. Okay. Now you may ask me, okay, how can I know that if I don't do the research, and how can I know that my company in that zone, right? So all of the four zones. So what are the characteristics? So here we don't have time to go too much into details because I'm concerned with time now. But here are some of the typical characteristics, right? So beginner will be like this: management skeptical about the business, and they maybe carry out some experiments, but they don't invest in anything or something like that. But in this area, it means that they're quite fashionable, right? So they will have all of the technology, but they don't talk to each other. It means in silos, right? And they underdevelop the coordination, so every department have one. And in here, they're quite conservative, right? And overall in here is what we want to go, right? So this is a theoretical thing for you to look at that and see where we are in this map of the digital transformation. Okay, now I say that if you are interested, then if you can, please push the survey link. So if you're interested in participating in this survey, I'm happy that if you participate, and when the final research done, we send you the whole report to you by your email. If you scan this barcode or hit into this link, later on we can send this slide. If you participate, you will also receive the final report, like I said, right? So you can use your smartphone, you can scan it, or later on our team will send you out. So the final report we only send to those who participate in this research. All right. So thank you very much for your support. And now I talk a little bit about Vietnam in general, having looked at the framework, right? So, and also about SME before I conclude my presentation. Okay, having looked at the macro things, our team identified this kind of thing, which is, you know, important. Number one, you say that public sector in Vietnam still locked. I think Dr. Tin will echo me, and then will present better than me on this. But public sector in Vietnam still locked. You know, this far higher than other developing country. But public sector, if I go back to this one, you see that the SOE represent public sector here, right? So they still beginner. So that's really challenging for us if we go for the whole economy, right? Secondly, SME. Right, SME, if I go back to this one, you see SME is still in here, and then really challenging, right? SME challenging because one of the reasons you may surprise, about 97% SME are small, right? But 75% of them is really small or micro, right? So they are in big trouble in this process. Okay, and also percentage of labor in agriculture or in rural still very, very high, and these people very difficult to go with the digital transformation. Okay, or we also know that we still have low tech in our country and very low productivity, even, you know, compared to ASEAN or many poor countries around the world. And another challenge is the many firms, they know about that, but they still, you know, don't know where to start. That's the problem for the firm right now. Looking at the challenge for SMV, we don't have time. Therefore, these are the things that we found in our research. They have problem with financial capability
everyone busy right now with the COVID. How can they put, you know, money to invest in this kind of thing? Competency, leadership is so busy, technology, cyber security. And you see in here that many people say that it's hard to keep the good staff to work for them, or they do not have the strong digital transformation come from the witness and that sort of thing. So it's gonna be challenging for them as well. So we go really far on this one, since I know that the time is up now, and we're really looking forward for our next guest speaker. But the good news is that, you know, technology cannot replace human, right? And job loss, but we find a new job, other jobs, and we identify the challenge. So you can look in here, you can Google, and you find the challenge that I and KPMG did, so that you can know about the challenge you're facing them. And so in 1 minute, so how can we go from here? We know that our firm is in here. How can we move from here to here, right? So that the some advice from us, right? So at first you should know that why we need to go, because everything changed. Our clients have changed, and then technology come very fast. Before you know it, you become irrelevant, right? And it happens everywhere, every industry. And you should know what. I'm have to be careful to talk about this, because I know that many experts out there, they know better than me in this space, but technology come very fast, and faster than you think. And you have to embrace the challenge, keep your team relevant. How? You have to focus on the DNA, like I say, digital capacity and managing transformation capacity. So that the thing that you have to keep attention on. So when we do that now, because it's no longer a luxury, it's a requirement. And if you want to try it, or you want to be driven by it, so that's your choice, right? So you need to transform the core business, or you have to at the same time look for the new model. So a business model. That's our advice for you. And I'd like to start by showing the very good quote that I like from Stephen Jobs, that he said, innovation will distinguish between a leader and a follower. If you want to be a follower all the time, then you don't have to pay attention, even you out of the business. So thank you very much for your time. And once again, thank you KPMG for all the support and from the team to make it possible today. So thank you very much. Over to you, Dr. John. Thank you, Dr. Shung, who is my boss, for your very valuable and insightful comments. I know we have many questions that will be coming to you later in the question and answer session to follow the final presentation. Our third speaker today is Associate Professor Dr. Tran Dinh Tien, advisor to the Prime Minister, and he's going to talk to us on the subject, what should the Vietnamese government do to help companies resist COVID-19 and profit from free trade agreements. Now, this presentation will be in Vietnamese language, so please follow the instruction on the screen that you should be able to see now for how to access the English translation. Associate Professor Dr. Tran Dinh Tien was the former president of the Vietnam Economic Institute under the Vietnam Academy of Social Sciences, and he is the chair of the Vietnam Economic Council Science Council. He is one of Vietnam's leading macro policy advisors and has received a lot of trust from the government. He is a member of the advisory group for two prime ministers, Prime Minister Nguyen Tha An Dung and Prime Minister Nguyen Du An Phuc. In addition, Associate Professor Dr. Tran Dinh Tien is currently a member of the National Financial and Monetary Policy Advisory Council and a member of the Central Theoretical Council. So with these very impressive credentials established, I say, Dr. Tien, please, the floor is yours. Cảm ơn Mít đã mời tôi đến để tham gia cái thuyết trình. Chỉ có điều là cái chủ đề đặt ra nó quá lớn. Cái vấn đề thì nó lại phức tạp. Và thời gian dành cho tôi mặc dù là được ưu đãi thêm 10 phút nhưng mà tôi cho là vẫn là quá ngắn. Tôi sẽ chia sẻ với lại các quý vị về cái
cái tình hình, cái tác động của cái dịch COVID, cái triển vọng của kinh tế Việt Nam, và đặc biệt ấy là có một cái số ý mà nó nhấn đến, nhấn mạnh đến cái doanh nghiệp mà cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay ấy, là cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hay là quá trình chuyển đổi số của Việt Nam. Thế vì cái thời gian nó ngắn cho nên tôi không thể đi qua tất cả các slide. Các vị sẽ có cái cơ hội để mà kiểm tra lại, xem lại các slide. Cái điểm đầu tiên tôi muốn nói về cái tác động COVID đối với Việt Nam là thế này. Tức là cái hậu quả của COVID thì chúng ta biết rồi. Một cái dịch mà nó lạ lùng mà nó gây ra những cái tác động rất là khủng khiếp. Tuy nhiên ấy, cái tôi muốn nhấn mạnh ở đây không phải là nhắc lại những cái khủng khiếp do cái COVID nó gây ra, mà tôi chỉ muốn nói hai cái điểm. Cái điểm thứ nhất ấy, là COVID nó liên quan đến, nó là nằm trong cái tích hợp với những cái tác động khác nữa, chứ không phải chỉ có một mình COVID. Cái tích hợp đó là gì? Chúng ta biết rằng là thế giới đang có cái cuộc xung đột giữa Mỹ với Trung Quốc, và hiện nay là cái phản ứng của cả thế giới đối với lại Trung Quốc nó cũng đang diễn ra một cách rất là mạnh, mang tính xung đột và có tác động tiêu cực rất mạnh đến cái ổn định và phát triển kinh tế toàn cầu, tăng trưởng toàn cầu. Đấy là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai là chúng ta biết rằng là cái thế giới nó đang biến động, những cái tác động của cái biến đổi khí hậu nó rất là mạnh, gây ra những cái tác động rất là ghê gớm và dài. Thì trong cái bối cảnh như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái xảy ra cái hiện tượng COVID mà nó cũng bất thường, khác hẳn tất cả các dịch cúm. Tôi hình dung rằng chúng ta hình dung nền kinh tế thế giới nó như là một cái đoàn tàu khổng lồ đang chạy. Thế tự nhiên là cái con COVID nó đứng ra, nó bắt dừng lại, và ai đứng ở đâu thì đứng ở đấy. Thì cái sức va động đập của một cái đoàn tàu đang chạy mà thì nó phải dừng lại là rất là mạnh. Tuy nhiên ấy, cái điểm tôi muốn nhấn mạnh ở đây chính là ở cái chỗ rằng là nếu mà chúng ta chỉ tính tới cái tác động tiêu cực mà do COVID gây ra thôi ấy, thì không đủ. Bởi vì khi mà COVID ra đi rồi ấy, thì những cái tác động khác như tôi nói ở trên ấy, ví dụ như là cái xung đột kinh tế Mỹ-Trung Quốc, hay là cái những cái tác động toàn cầu hóa, hay là những cái tác động gọi là biến đổi khí hậu, nó vẫn còn lại. Và chúng ta phải đặt cái những cái vấn đề của loài người, mà đặc biệt cái cách nhìn về công nghệ, là trong một cái tư thế như vậy thì mới đánh giá được COVID một cách chính xác. Đấy là cái điểm mà tôi nghĩ rằng ấy, là chúng ta rất nên chú ý. Cái điểm thứ hai ấy, là COVID nó diễn ra trong bối cảnh là cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cái điều này nó có ý nghĩa như thế nào? Nó có ý nghĩa là thế này. Tức là nó loài người đang bước vào một bước chuyển rất là khác về công nghệ, thì lại xảy ra một cái bệnh dịch. Thế thì cái công nghệ đấy nó có nghĩa như thế nào đối với lại cái việc giải quyết bệnh dịch, cũng như là nó là cái tác nhân có thể thúc đẩy bệnh dịch hay không? Cái tốc độ cao của cái sự di chuyển con người nó làm cho bệnh dịch thì nhìn hình như là nó lây lan nhanh hơn và khó kiểm soát hơn, đúng không ạ? Cái thứ hai ấy, là khi mà cái con COVID nó nhốt con người vào trong từng cái gia đình một, không cho người ta liên hệ với nhau, chặn đứng liên hệ với nhau, thì dường như công nghệ lại cho phép đấy, tặng cho cái con người là một cái công nghệ để mà giải quyết cái vấn đề ấy. Tôi nói rằng là nếu mà không có Internet, nếu mà không có Facebook, nếu mà không có những cái Twitter ấy, thì có lẽ là những cái xung đột gia đình ở trong cái thời gian bị cấm vận nó tăng lên ghê gớm. Nhưng nhờ có những cái công cụ như vậy, những cái kinh tế số như vậy, mà đó là những cái loài người ấy xử lý được những cái tai họa mà do COVID gây ra, nó có vẻ nó trở nên nó nhẹ nhàng hơn. Đó. Rồi ấy là những cái liên hệ kinh tế vẫn được duy trì theo một cách khác. Và đó, cái này quan trọng nhất này, tôi cho là quan trọng nhất. Chắc là các vị chúng ta đều hiểu là có mấy câu rất là nổi tiếng của Schumpeter đấy. Tức là khủng hoảng ấy, nó có một cái ý nghĩa rất lớn.
ở cái chỗ rằng là nó phá hoại, khủng hoảng là một sự phá hoại nhưng mang tính sáng tạo. Thì đây là cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh. Cái lần khủng hoảng này của chúng ta đó, với tư cách là tích hợp của nhiều cái yếu tố đó, thì nó cũng đồng nghĩa với một sự phá hoại mà chúng ta biết bây giờ là chưa từng thấy trong cái lịch sử loài người. Nhưng điều đấy nó cũng hàm nghĩa là nó mang lại một cái cơ hội cho một cái sự thay đổi chưa từng thấy, và có lẽ đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thể nói gì về cái sự thay đổi này, nhưng mà chắc chắn nó sẽ là rất ghê gớm. Và tôi ấy, thì tôi muốn là đây là một cái cơ hội để mà hôm nay là chúng ta bàn về cái kinh tế số hay là chuyển đổi số hay là những cái doanh nghiệp số, thì đây có phải là một cái cơ hội cho những cái sự thay đổi đấy không? Và cái câu mà Schumpeter nói đến bây giờ có lẽ là chưa bao giờ nó đúng đắn như thế này. Thì đấy là cái điểm thứ nhất mà tôi muốn nêu. Cái thứ hai, tôi không muốn bàn về những cái số lượng thiệt hại mà do cái cuộc khủng hoảng này mà là loài người đang phải chịu. Tôi chỉ nêu một cái con số, cái dự báo của Ngân hàng Phát triển ở châu Á nói khi mà Covid nó mới bắt đầu, tức là họ dự báo năm nay loài người có thể thiệt hại đến hơn 4.000 tỷ đô la, kinh tế loài người thiệt hại hơn 4.000 tỷ. Có thể chắc là nó còn hơn nữa. Mà nếu mà tính cái hệ quả lâu dài ấy, thì chắc là nó còn hơn rất nhiều. Và đó, chuyển vào đâu? À đây. Rồi, ok. Ok. Cái thiệt hại này ấy, nó rất là lớn và nó sẽ còn lớn hơn so với cái dự báo mà chúng ta biết bây giờ. Tuy nhiên ấy, đúng như Schumpeter nói thì tôi muốn lưu ý thế này. Trong chính trong cái lúc này ấy, dường như lại có một cái bộ phận rất là quan trọng mà nó mang tính tương lai của loài người ấy, nó lại bứt phá lên và nó được hưởng lợi ghê gớm. Thì đây là cái điểm mà chúng ta thấy rằng là cần phải đặc biệt lưu ý. Và tôi có đưa một slide, thực ra là cái này là những cái thông tin mà hiện nay nó đang trở nên ngày càng phổ biến. Tức là những cái tài sản của những cái doanh nghiệp, những cái nhà tỷ phú mà liên quan đến công nghệ cao, liên quan đến kinh tế số ấy, nó tăng lên ghê gớm như thế nào. Trong lúc ấy, nền kinh tế thế giới đang đứng trước những cái bờ vực của cái sự suy sụp. Đúng không ạ? Chúng ta biết là đến Jeff Bezos của Amazon, rồi là Bill Gates hay là Mark Zuckerberg đều là tăng, có cái lượng tài sản nó tăng lên ghê gớm. Và gần đây ấy, là chúng ta biết rằng là của Elon Musk thì nó có cái sự đột biến trong cái câu chuyện là bán cái xe công nghệ, mặc dù bán không được nhiều, chưa được nhiều, nhưng đó là cái giá trị cổ phiếu nó đã tăng vọt lên, tức là người ta đang định hình tương lai bằng những cái bước nhảy ghê gớm như vậy. Và tôi muốn nói rằng cái thời điểm mà chính là cái khi mà Covid nó đặt cái nền kinh nó cắt đứt cái nền kinh tế vật thể đấy, nó chặn cả cung cả cầu, thì ấy lại có một cái nền kinh tế khác, nền kinh tế số nó trỗi dậy, mà trỗi dậy một cách phi thường. Những cái ai mà đã đi tiên phong trong cái lĩnh vực này thì lại càng là có một cái tốc độ ghê gớm để mà tiến lên. Cái điều ấy là điều rất đáng lưu ý, và nó có thể là nó tạo nên một cái cảm hứng, một cái sức cổ động rất mạnh, buộc tất cả các doanh nghiệp, buộc tất cả các chính phủ ấy, phải nhìn vào cái hình mẫu này để có những cái đối phó một cách thích hợp. Và tôi nghĩ đây là cũng là vấn đề mà có lẽ Remit ấy nên có một cái định vị trả lời. Đấy, và đặc biệt đối với Việt Nam ấy, ở một cái xuất phát điểm thấp như thế này ấy, thì cần phải như thế nào? Thế thì nhìn về Việt Nam ấy, thì tôi có mấy cái ý kiến. Chúng ta rời bỏ thế giới để trở lại Việt Nam ấy, thì cái bức tranh kinh tế của Việt Nam trong cái giai đoạn Covid này nó như thế nào? Thì chúng ta biết rằng là Việt Nam cũng chịu tác động tiêu cực rất mạnh của cái Covid. Trong khi mà Covid nó tác động ấy, nó cắt đứt các cái chuỗi cung ứng của thế giới đó, thì cái nền kinh tế Việt Nam ấy lại là nền kinh tế mà phụ thuộc rất nhiều vào cái đầu ra, đầu vào, nhập khẩu và xuất khẩu từ cái thị trường thế giới. Rồi ấy là Việt Nam mở cửa thương mại, du lịch, đặc biệt là du lịch ấy, là cũng là gắn với thị trường thế giới rất nhiều. Cho nên là tổn thất là phải nói là cũng là cái mức tổn thất tôi cho là rất mạnh, rất mạnh. Chúng ta biết rằng là nhiều cái công ty, đặc biệt là cái công ty, các cái doanh nghiệp FDI ở Việt Nam ấy, là hầu như là 70-80% là gắn với lại phụ thuộc vào các cái chuỗi toàn cầu ấy, thì lại bị đứt gãy, thì nó ảnh hưởng đến như thế nào. Thì cái điều này là nói sơ như thế để cho mọi người có thể
hình dung là nhắc lại thôi. Thế thì có một vài con số nó nói lên cái ảnh hưởng cụ thể thế này. Tức là cho đến chỉ khảo sát đầu tháng 5 thôi thì chúng tôi đã thấy rằng 86% doanh nghiệp ấy là chịu ảnh hưởng đáng kể của Covid rồi. Nên bây giờ thì chắc là 100% chứ không phải là 86%. Và đó là cái điều tra đó là đến 90%, và có lẽ đến bây giờ cũng là 100% cái người Việt ấy là cái thu nhập ấy là có khả năng là cũng là giảm. Giảm thu nhập. Và đó là theo cái Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì cho đến hiện nay ấy, có lẽ là cái con số này nó hơi lạc hậu bởi vì nó cách đây một tháng. Tức là khoảng 31 triệu người lao động bị ảnh hưởng và tỷ lệ lao động có việc làm giảm mạnh trong 10 năm. Cái này là cái mà chúng ta hoàn toàn thấy là có thể là không có gì phải nghi ngờ những tôi có cái đưa slide về cái tăng trưởng, cái mức tăng trưởng của Việt Nam nó suy giảm thế nào. Chúng ta biết là quý 1 của Việt Nam ấy là Việt Nam là khi mà thế giới bắt đầu âm rồi ấy, kinh tế thế giới bắt đầu âm rồi thì Việt Nam quý 1 là vẫn tăng trưởng được 3,8%. Nhưng mà quý 2 khi mà Covid là bắt đầu ấy là tác động mạnh thì ấy là Việt Nam là tăng trưởng chỉ còn có 0,36% và kết cục cả 6 tháng chỉ có tăng trưởng 1,81% là cái mức tăng trưởng mà thấp nhất trong ấy là vài thập niên trở lại đây. Đấy là cái điểm mà chúng ta nên nhớ. Các cái chỉ số khác đều bị giảm, có thể là nhiều hoặc ít. Nhưng mà cái tác động là khá là rõ rệt. Thế thì chúng tôi thấy có một cái điểm thế này. Việt Nam là chống Covid phải nói là rất là xuất sắc đấy. Cho nên ấy là cho đến hết tháng 6 thì cho đến hết tháng 5 ấy thì Việt Nam cơ bản là đã ngừng được cái lan truyền cái Covid ở Việt Nam. Tuy là vẫn phải chịu cái cảnh là bị cắt đứt với lại thế giới, liên hệ với thế giới, nhưng ở trong nước là chặn được cái Covid. Và khi mà chặn được, tháng 5 chặn được ấy, thì chúng ta biết là tháng 6 và tháng 7 ấy, là nền kinh tế Việt Nam nó lại khôi phục trở lại. Và thậm chí ấy, như chúng tôi biết ấy, là tháng 6 là cái chỉ số PMI ấy, tức là cái chỉ số sức mua công nghiệp ấy, là nó còn tăng lên mức khá, tức là trên 51%. Rồi tháng 7 ấy, tuy là cái chỉ số PMI nó lại giảm xuống, cái đặt hàng nó giảm xuống, nhưng ấy, là trong cái nửa đầu tháng 7 và tháng 6 thì cái khôi phục hàng không du lịch của Việt Nam nó lại trỗi dậy rất mạnh. Tức là Việt Nam nó cái tiềm tàng là một cái khả năng, nếu mà Việt Nam xử lý được cái Covid của mình ấy thì là cái Việt Nam tự cố gắng là tự trỗi dậy rất là mạnh, chứ cũng không muốn là đánh mất cái thành quả của mình. Đấy là cái mà chúng tôi muốn lưu ý. Và hiện nay khi mà dịch Covid trở lại ở Việt Nam ấy thì Việt Nam cũng đang nỗ lực kiểm soát một cách gọi là quyết liệt, và cho đến bây giờ cái xu hướng để kiểm soát là theo như là cái niềm tin mà của chính phủ đưa ra trong một cái thông báo mới đây ấy, thì có khả năng là hết tháng 8 Việt Nam là chặn được cái Covid ở trong nước, và như vậy cái nền kinh tế cái khu vực nội địa là có thể lại bắt đầu là khôi phục trở lại, và chúng tôi đang cố làm như vậy. Đấy là một cái điểm mà phải nói rằng là cái cuộc chiến chống Covid của Việt Nam ấy dù rất tốn kém nhưng được trả lại, có thể được trả lại bằng một cái kết quả là nền kinh tế được khôi phục sớm hơn các nước. Và đấy chính là cái lựa chọn chiến lược của chính phủ Việt Nam, và tôi nghĩ đấy là một cái rất là tốt. Tuy nhiên ấy, cũng phải xin nói thông báo với các quý vị rằng là những cái dự báo về tăng trưởng ấy thì cho đến bây giờ những cái dự báo về tăng trưởng của Việt Nam ấy, kể cả cái dự báo về thế giới của thế giới, các tổ chức kinh tế thế giới cũng như là các cái tổ chức tăng trưởng ở Việt Nam ấy, đều cho thấy rằng đấy là khó khăn nó đang ở phía trước. Thì cái này là đúng thôi, Việt Nam lệ thuộc rất nhiều vào cái kinh tế nước ngoài, và chúng ta biết rằng là cái hiện nay thế giới là vẫn chưa nối lại chuỗi được, vaccine vẫn chưa tìm được, và cái nền kinh tế mà ngay cạnh Việt Nam có một cái tác động, có một cái ảnh hưởng rất lớn đến Việt Nam là Trung Quốc ấy, là chịu tai họa kép, tai họa cả Covid lẫn cái tai họa của cái chiến tranh thương mại, và gần đây nhất ấy là cái tác động của cái đợt lũ lụt rất lớn ở miền Tây Trung Quốc, rất là ghê gớm. Thì có lẽ những cái này nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực mạnh đến Việt Nam. Tôi muốn nói thêm là cái trong cái bối cảnh mà biết là mình sẽ bị chịu cái tác động tiêu cực như vậy thì chính phủ Việt Nam ấy đã nỗ lực đưa ra một cái chiến lược để mà
vừa đấy là chống dịch cúm, dịch Covid một cách hiệu quả, nhưng đồng thời là cố gắng duy trì được cái tăng trưởng, giữ được cái mức tăng trưởng nó không bị sụt giảm quá sâu, có cái cơ hội cái là cố gắng để mà phục hồi cái tăng trưởng. Cho nên là cái bài toán Việt Nam mà giải quyết đồng thời, tức là vừa chống Covid vừa giữ cho nền kinh tế không bị suy sụp, là một cái chiến lược song song như thế là hiện nay vẫn đang được thực thi, và chúng tôi cho rằng là nó cũng đang là tương đối có kết quả. Cái này thì nó thể hiện ở cái chỗ rằng là chính phủ đã đưa ra đó là một cái một mặt là chống dịch tích cực, mặt khác ấy lại đưa ra những cái gói hỗ trợ cho nền kinh tế và hỗ trợ cho xã hội. Thì chúng ta biết là hiện nay là có ba cái gói hỗ trợ, là cái gói tài khoá, cái gói chính sách tài chính, chính sách tiền tệ và cái gói an sinh xã hội, là ba cái gói hỗ trợ. Tổng của ba cái gói này nó đạt đợt một ấy, nó đạt cái quy mô là 2,8% GDP. Đó. Như vậy là một cái lượng là khá là lớn đấy, không phải là nhỏ đâu, một cái nỗ lực rất lớn của Việt Nam để tung ra một cái gói để mà giữ cho nền kinh tế, trong khi vẫn là bỏ ra một nguồn lực rất lớn để mà chống Covid. Đấy, chúng ta thấy rằng có hai việc như vậy. Đi liền với ba cái gói này, tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh một cái chiến lược khác của Việt Nam, một cái chương trình hành động khác của Việt Nam mà chúng tôi đã nhiều lần đấy là chia sẻ với Thủ tướng là phải đẩy mạnh cái gói này lên, thậm chí là phải coi nó như là một cái gói trung tâm. Đấy là cái gói giải ngân đầu tư công. Đấy, giải ngân đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước. Thưa các quý vị, là những chúng ta biết rằng là cái đầu tư công của Việt Nam hiện nay là cái nguồn đầu tư nó đang chưa được giải ngân ấy, là lên đến là theo thông tin là đến 700.000 tỷ, một con số là không nhỏ một tí nào. Và một cái đặc điểm của cái đầu tư công Việt Nam trong mấy năm vừa rồi là giải ngân càng ngày càng chậm. Cái điều đấy nó chứng tỏ rằng là những cái ách tắc trong về mặt thể chế trong giải ngân đầu tư công nó đang tăng lên, và nó không cho phép là một cái nguồn giải phóng cái nguồn lực để bơm năng lượng kinh tế. Thế thì cái điểm yếu đó trong cái điều kiện Covid, khi mà cái nguồn lực rất lớn đang tồn đọng như vậy, nó lại hiện ra như là một khả năng, tôi xin nhấn mạnh là một khả năng, để mà bơm một cái nội lực, bơm máu ra cho nền kinh tế rất là tốt. À, tức là có thể biến một cái bất lợi thế thành một cái lợi thế. Thế còn có biết được hay không ấy, thì tùy thuộc vào cái nỗ lực của chính phủ. Và hiện nay là chúng tôi nói rằng là cái chương trình mà giải ngân đầu tư công là chính phủ, Thủ tướng đã trong một tháng đã có hai cái hội nghị rất lớn về thúc đẩy giải ngân đầu tư công để tháo gỡ những cái khó khăn này ấy, đang đạt được những kết quả bước đầu khá là tích cực. Cái cho đến bây giờ ấy, cho đến tính đến tháng 7 thì cái mức giải ngân đầu tư công ấy, từ nguồn ngân sách nhà nước đã đạt được là hơn 41%. Cái này là xin thưa quý vị là tuy đến tháng 7 mới chưa được một nửa, nhưng cũng xin báo cáo rằng so với những năm trước, đây là một cái bước tiến cực kỳ là mạnh, một cái nỗ lực rất lớn, đặc biệt là trong cái điều kiện Covid mọi thứ nó đều chậm lại. Chính phủ cũng đang dự tính, chúng tôi đang dự đoán rằng là nếu mà hết tháng 8 thì có thể là cái con số này nó đạt đến cái mức là 48%. Như vậy là đang có một cái nỗ lực rất là tốt. Tuy nhiên ấy, cũng phải nói rằng là quá trình tháo gỡ những cái vướng mắc này là một cái rất là khó khăn. Không có cái điều kiện để mà chia sẻ với các quý vị này, nhưng mà chúng tôi đang muốn ấy, đang đề xuất với lại Thủ tướng, với chính phủ ấy, coi đây là một cái cơ hội để mà thay đổi cái cách tiếp cận về các cái quy trình, các cái thủ tục giải ngân đầu tư công, thay đổi cái thể chế đầu tư để làm sao ấy, sau khi Covid, cái Covid nó kết thúc thì Việt Nam có thể là bước vào một cái quá trình xây dựng một cái chính sách đầu tư đấy, nó hiệu quả hơn rất nhiều, đầu tư công nó hiệu quả hơn rất nhiều. Thì đây là cái kỳ vọng, tức là cái phối hợp giữa các cái giải pháp mang tính gọi là hỗ trợ nhà nước, mang tính ưu đãi với lại những cái giải pháp thị trường như đầu tư công ấy, thì đấy là cái cách mà chính phủ Việt Nam đang hành động. Tôi phải đi nhanh bởi vì là chỉ còn có khoảng 10 phút. Thế thì đối với lại các cái doanh nghiệp ấy, thì chúng ta thấy là doanh nghiệp của Việt Nam ấy, chúng ta biết rằng là nhỏ và vừa, nhỏ và nhỏ li ti là chính. 97% ấy là nhỏ và nhỏ li ti. Tôi phải chú thích như vậy. Việt Nam là chỉ có 2%, chưa đến 2% là doanh nghiệp vừa, và cũng khoảng 2% là doanh nghiệp lớn thôi.
như vậy là nhỏ và nhỏ li ti là cái sức rất yếu, nhưng mà như thế nó cũng có một cái lợi thế, chứ không phải là chỉ có yếu thế không. Cái lợi thế là càng nhỏ thì tính linh hoạt nó càng cao, cái tính xoay trở nó lại cũng càng dễ dàng hơn. Và đây có thể là cũng là một cái điểm mà nên Việt Nam nên tận dụng, để đừng có quá lo lắng cho những cái gói cứu trợ mà nó phân tán nó ra. Đây cái cách tiếp cận là như vậy. Và doanh nghiệp Việt Nam ấy đang với cái linh hoạt của mình thì cũng đang nỗ lực để mà luồn qua lách lại để mà chống. Tất nhiên là chúng ta thấy là cái con số đóng cửa doanh nghiệp 7 tháng vừa rồi ấy là cũng đến khoảng độ là đến 70 mấy nghìn doanh nghiệp là phải đóng cửa. Nhưng ấy, đóng cửa với lại kiểu như là bị phá sản là nó khác nhau. Đóng cửa có nghĩa là tôi không dừng kinh doanh, tôi chuyển sang cái khác, hoặc là tôi tạm thời tôi ngủ đông, ví dụ thế. Thì tức là cái thiệt hại nó cái tư duy nó khác. Và tôi tin rằng là doanh nghiệp Việt Nam thì khó mà có chuyện là nằm im lâu được, người ta sẽ tìm cái cách người ta xoay trở. Đấy là một cái hy vọng. Tất nhiên là nhỏ thì nó sức nó lại yếu, chứ không phải là nó lại cũng có cái khó là sức yếu để mà vươn lên. Thì chúng tôi có đề cập với chính phủ ấy là cái cách tiếp cận thế này. Trong cái điều kiện mà nguồn lực nó ít, cái sức chống chịu của nền kinh tế nó không cao, và đó là cái tai họa nó còn kéo dài, thì cái sự khôn ngoan của chính phủ là ở cái chỗ rằng là làm sao cho cái khả năng cứu trợ là hiệu quả nhất, làm sao cho cái tiền cứu trợ ít nhất ấy được phân phối cho những cái đối tượng để giúp cho nền kinh tế sau khi mà trong có thể chống chọi được với dịch tốt nhất, và sau khi mà dịch nó qua đi thì nền kinh tế lại đứng dậy một cách vững vàng nhất. Cái đấy mới là cái sự khôn ngoan. Và bản thân tôi cũng như nhiều người ấy là có cái đề xuất rằng là cái gói cứu trợ là cần phải có những cái sự lựa chọn nó tốt hơn nữa, và trong đó là có một cái ý mà lát nữa tôi sẽ nói là hướng dành một cái phần rất là quan trọng cho những cái doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, để nền kinh tế mà sau Covid nó đứng dậy với một cái tư thế khác, với một cái luồng máu khác, chứ không phải là chỉ có nền kinh tế cũ. Đấy là cái yêu cầu đặt ra. Một cái điểm mà rất là hay ấy, của các cái vị diễn giả nói trước ấy, là trở lại bình thường mới. Nhưng mà tôi thì tôi thấy thế này, cái khái niệm bình thường mới chúng ta phải thảo luận nó rất là nghiêm túc. Có lẽ chúng ta vẫn chưa định hình rõ là thế nào là bình thường mới. Cái bình thường mới hình như là nó là chỉ cũ, trở lại cái cũ sau khi dịch thôi, chứ không phải là một cái mới. Mới ở đây tôi thấy là nó rất là căn bản. Cho nên ấy là cái chúng ta phải trở lại cái bình thường cũ như ngày xưa. Nhưng mà đồng thời là cái mới là như thế nào thì có lẽ là phải thảo luận cho nó kỹ. Và tôi cho rằng đấy là những cái giá trị mà do cái Covid nó đòi hỏi thế giới phải kiến lập sau khi mà chống được nó, cũng như là cái nền kinh tế mà xung đột trong cái bối cảnh là xung đột Mỹ với Trung Quốc, giữa những cái xung đột thương mại mà toàn cầu nó đang diễn ra nó ngày càng gay gắt ấy, và cũng như ấy là cái biến đổi khí hậu nó đang diễn ra ghê gớm như vậy, thì cái bình thường mới là cái bình thường mà đặt trên những cái nền tảng nào, trên cái hệ giá trị nào là chúng ta phải xem. Lúc đó là thiết kế cái cách tiếp cận doanh nghiệp cũng trên cái hệ giá trị đó là nó. Ở đây tôi muốn nói đến là hai cái yếu tố, là cái một là cái cấu trúc nền tảng hay là cấu trúc công nghệ kỹ thuật nó thay đổi, kinh tế số sẽ lên ngôi như thế nào, và cái thứ hai là cái hệ thống toàn cầu nó sẽ liên kết với nhau như thế nào. Tôi cho đấy là một cái điểm mà Việt Nam đối mặt với cơ hội, đối mặt với thách thức là chúng ta phải tính đến. Thế thì cũng xin nói thêm ấy là chúng ta có cái Việt Nam có mấy cái hiệp định rất là tốt, đang là cái thế để thu hút đầu tư nước ngoài. Nhưng rõ ràng sau Covid thì Việt Nam phải có một chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài khác hẳn, chứ không phải là chiến lược thu hút kiểu cũ. Đấy là chiến lược thu hút làm sao là những cái trên cái hướng tới công nghệ, hướng tới kinh tế số, và đó là những cái doanh nghiệp lớn có thể giúp Việt Nam ấy tham gia vào những cái chuỗi sản xuất toàn cầu mà ở cái trình độ công nghệ ngày càng cao. Thì đấy là cái cách tiếp cận chiến lược mà như thế là giải pháp nó phải khác. Tôi muốn nói đến cái hậu Covid là nó như thế nào. Tôi muốn nói rằng sau Covid thì cho đến bây giờ chúng ta chưa biết lúc nào là Covid nó rời khỏi cái chúng ta chống được Covid ở phạm vi toàn cầu. Việt Nam ấy, riêng Việt Nam thì
Có thể như nói là cái chiến dịch lần thứ hai này có thể chấm dứt vào tháng 8, và tôi nghĩ là tôi tin rằng Việt Nam có thể thoát khỏi Covid cái lần này ấy, vào cái cuối tháng 8, và nền kinh tế ít nhiều là sẽ được khôi phục trở lại, mà khôi phục theo một cái cách ấy, một cái tâm thế là nó khác. Trên những cái nền tảng mà những cái thay đổi kết nối rồi là quản trị mà mấy tháng vừa rồi đã điều chỉnh lại rất nhiều, doanh nghiệp Việt Nam đã điều chỉnh lại rất nhiều. Thế còn cái việc nối chuỗi, tôi cũng có một cái niềm tin rằng là kể cả khi mà chưa chống hoàn toàn được Covid thì thế giới cũng không thể mà khoanh tay cứ đứng chịu chết được, và cũng tìm cái cách kết nối tốt hơn. Và Việt Nam ấy cần phải có cái chuyện đứng dậy sớm để mà tận dụng cái thời cơ này. Và vì thế cái việc mà cứu doanh nghiệp, một cái chiến lược cứu doanh nghiệp cho những cái tháng tới đây sẽ có một cái ý nghĩa rất là cơ bản. Thì đây là tôi muốn tập trung hai cái ý. Ý thứ nhất ấy, là một cái chuyện là cứu ai. Thì tôi thì có một cái cách tiếp cận là thứ nhất là cứu những cái doanh nghiệp mà nó có cái tác động lan tỏa và có việc sức kéo cái nền kinh tế là tốt nhất. Cái thứ hai là cứu những cái doanh nghiệp khỏe, và những cái doanh nghiệp khỏe lại phải làm tiếp tục cái việc là cứu doanh nghiệp yếu hơn. Bản thân nhà nước không thể cứu tất cả các doanh nghiệp nếu mà cái tai họa này nó còn kéo dài, thì ấy là nhà nước phải hỗ trợ nhiều hơn cho những cái doanh nghiệp khỏe. Những doanh nghiệp khỏe lại có cái liên kết đối với lại cái doanh nghiệp bé hơn trong chuỗi để kéo họ lên, và theo cái tuần tự như thế, để khi nào mà Covid yếu đi thì doanh nghiệp đứng dậy với tư thế vững vàng. Tôi vẫn sợ nhất cái cảnh ấy là doanh nghiệp mà khi mà Covid đi qua rồi, các doanh nghiệp Việt Nam có thể là còn sống nhưng mà lại không đứng dậy được, vẫn cứ nằm bẹp cả, thì như thế là không được. Cái nội dung thứ hai mà tôi cho rất quan trọng mà nó gắn với cuộc thảo luận của chúng ta hôm nay ấy, là kinh tế số và chuyển đổi số, các cái doanh nghiệp số đó. Là cách đây cũng 2-3 tháng rồi tôi có đề nghị với chính phủ ấy, trong cái số tiền mà dành để mà cứu trợ doanh nghiệp hướng tới cái bình thường mới, thì dành một phần đáng kể, có thể là một nửa, giúp cho doanh nghiệp khởi nghiệp, giúp cho những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ấy, ra đời và phát triển. Và bản thân Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam trong cái giai đoạn, trong cái lúc mà chống chọi với Covid ấy, nó cũng cho thấy là những cái tiềm năng để mà phát triển những cái doanh nghiệp này, phát triển những ý tưởng đổi mới sáng tạo này, nó rất là mạnh. Và vì thế đó, nếu mà chúng ta dành một nửa tiền hay là một bộ phận lớn cho những cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo này, thì khi Covid qua đi thì những cái lực lượng doanh nghiệp này nó bắt đầu nó tạo ra một cái xu thế, một cái làn sóng để là nền kinh tế đứng dậy trên một cái nền tảng khác, đấy là nền tảng công nghệ, chứ không phải là chúng ta chỉ cứu toàn doanh nghiệp cũ, và những cái doanh khi mà đứng dậy thì chỉ có toàn doanh nghiệp cũ đứng dậy mà không thấy doanh nghiệp mới đâu. Và cái điều này, điều tôi muốn là anh Trung rồi là các vị ở trường RMIT ấy, có một cái chương trình nghiên cứu, dẫn đầu một cái chương trình nghiên cứu như thế này ấy, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ tác động tích cực rất tốt đến Việt Nam. Còn nếu mà chúng ta chỉ bỏ tiền để cứu những cái doanh nghiệp hiện có, tức là trên cái nền tảng cũ đó, thì có thể rằng là đứng dậy được, nhưng mà là vẫn nền kinh tế cũ thôi, chứ không có gì mới cả. Và đây là một cái điểm rất là mấu chốt. Và tôi muốn rằng là thông qua những cái hội thảo lần này ấy, nó có một cái cách tiếp cận khác về cái nền kinh tế của chúng ta. Tất nhiên ấy, về phía chính phủ còn rất là nhiều việc phải làm. Hiện nay vẫn còn nhiều cái khó khăn phải vượt qua lắm. Và tôi xin muốn nói cái điều cuối cùng trước khi kết thúc cái bài thuyết trình này là ở chỗ này. Tôi vẫn nói rằng là thậm chí là có thể là cái khó khăn nhất của nền kinh tế Việt Nam ấy, trong cái đoạn này ấy, nó còn chưa đến đâu. Có thể nó còn khó khăn hơn nữa, bởi vì cái sức nền kinh tế Việt Nam, vốn các doanh nghiệp Việt Nam nó yếu, chưa quen với những cái đứt đoạn toàn cầu nó như thế này. Thì là phải tận dụng được cái gọi là những cái lợi thế của một cái nền kinh tế nhỏ, những cái nền kinh tế linh hoạt để mà đứng dậy, và đồng thời là làm cho thế giới thấy rằng nền kinh tế Việt Nam là một, tận dụng những cái FTA ấy, rất là tuyệt vời ấy, để nói với thế giới rằng Việt Nam là một cái môi trường rất tốt để mà bước vào một cái hình thái phát triển, một cái đẳng cấp phát triển mới hậu Covid. Thì như thế là chúng ta sẽ có những cái kết quả tốt hơn rất nhiều. Và mong rằng đấy là RMIT đóng góp thêm vào cái quá trình đấy, giúp cho chính phủ. Mà như mấy lần vừa rồi tôi nghĩ là cái tác động cũng rất là tốt đấy. Xin cảm ơn tất cả các quý vị.
Thank you, Associate Professor Dr. Tran Dinh Tien, for your very interesting, detailed, and above all, informative presentation. I can see that we have many questions already lined up for you, for your consideration in due course. And we do move to that second section, which is the question and answer section. I would like to invite everybody to participate in today's question and answer session on the topic, Vietnam's international business in the new normal, managing free trade agreements and COVID-19. Present on the stage will be Associate Professor Tran Dinh Tien, advisor to the Prime Minister, Dr. Nguyen Quang Trung, the head of the Department of Management at RMIT Vietnam, will be joining us, and he will also be moderating the session, and I myself will be the third person, should you have any questions for me. And so now I'm going to hand over to Dr. Trung for the question and answer session. Dr. Trung. Great. Thank you very much, Dr. John Walsh, and thank you very much, Dr. Tien. So as agreed, I will talk in English when it comes to the questions in English, and John will answer in English, but I will talk in Vietnamese with Professor Tien for those questions in Vietnamese, right? So I think that if people from Zoom who listen to the Vietnamese version in Zoom, you can go back and join us in this section, because we will have the translation only in Livestorm platform. Trước hết là xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Thiên, rất là impressive và rất là động viên cho đội ngũ staff cũng như lãnh đạo ở trường, cũng như là những người, tôi nghĩ những người đang nghe cái diễn đàn của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt trường, tôi chân thành cảm ơn ông. Mình có khoảng cỡ 30 phút, là tầm khoảng cỡ 4:20 là mình phải xong. Hiện tại thì tôi có khoảng cỡ 30 câu hỏi. Thì tôi không nghĩ là mình trả lời trong vòng 30 phút 30 câu hỏi đó, cho nên là sẽ một số câu hỏi thì chắc là cảm phiền quý vị là mình sẽ không thể trả lời được trong cái diễn đàn ngày hôm nay. Trước khi vào cái phần câu hỏi đó thì tôi xin có đôi lời phản hồi lại những nhận xét của tiến sĩ Thiên. Thì tôi rất là tâm đắc với những cái minh họa hoặc là những cái nhận xét của ông về các gói hỗ trợ phải nên làm như thế nào, phải chọn lựa đúng địa chỉ. Và theo dõi phương trình thông, tôi cũng đã thấy ông đã nói nhiều lần nói về chuyện đó rồi, và tôi rất là hoàn toàn đồng ý với chuyện đó, với cái đề xuất của ông đó. Cái thứ hai nữa, về technology thì chúng tôi nghĩ là không thể nào mà tránh khỏi như cái nhận xét của ông. Ví dụ như Apple bây giờ cái market cap của họ hơn 2.000 tỷ, và cái doanh số của họ cũng cao hơn cả cái GDP của Việt Nam, và họ là techcom, họ là company. Thì nếu mà chúng ta muốn phát triển thì không thể dựa mãi vào nông nghiệp, mặc dù nông nghiệp hiện tại là rất là quan trọng trong thời điểm này, nhưng chúng ta phải dựa vào technology. Như vậy làm sao chúng ta phải build được những cái thế hệ, những công ty nhỏ li ti như ông nói, và nó sẽ trở thành mạnh mẽ hơn. Chắc chắn technology là the way to go, và cho the way forward cho chúng ta. Thứ hai nữa, ông nói về FDI thì chúng tôi rất là tâm đắc, và trường cũng như đội ngũ bên này cũng vừa publish một số cái chương sách cũng như cuốn sách về cái chủ đề này và global value chains, cũng như là những cái lĩnh vực khác. Một điểm khác nữa cũng cảm ơn ông đã có nhấn mạnh, đó là RMIT đợt trước có làm một cái nghiên cứu với sự tài trợ của Vina Capital về cái SOE privatization, và nó cũng có được một số impact, làm nhà nước chúng ta, chính phủ cũng có ghi nhận và cũng có sửa đổi trong những cái quy định gần đây về SOE. Cũng cảm ơn ông đã tham gia và giúp đỡ chúng tôi trong cái phần đó. Thì để tiết kiệm thời gian thì bây giờ tôi sẽ chuyển vào các câu hỏi. Thì đa phần là câu hỏi dành cho tiến sĩ Thiên, xen kẽ thì có một vài câu hỏi cho John và cho tôi. Nhưng mà tôi sẽ bắt đầu với câu hỏi khá là hay từ một phóng viên, và cũng như các diễn giả ở đây. Thì phóng viên nó hỏi là thực tế Việt Nam không có nhiều nguồn lực như các nước trong việc tung tiền để kích cầu, nhưng thắt lưng buộc bụng tiết kiệm liệu có hiệu quả trong lúc này, hay lại làm cho suy thoái nghiêm trọng hơn? Góc nhìn của ông ra sao? So thank you very much for your kind remarks. We've got 30 minutes and I have received 30 questions, so I
think that we cannot cover all of the questions. So there are a couple of questions for Dr. Tian, for John, and for me. So let's move on to the first question of the forum. So the first question coming from a journalist. So this person is saying that Vietnam is different from other countries in that we've got limited resources. And tightening the belt, is it the most effective solution for us to adopt right now? Or it will just lead us deep down into the recession? Có lẽ tôi xin trả lời câu hỏi là thế này. Những cái lúc như thế này thì tổn thất là không tránh khỏi. Nhưng cái khôn ngoan ấy là làm sao mà đến lúc mà một cái trạng thái khủng hoảng mà chúng ta chưa biết bao giờ nó chấm dứt, mà sau khi mà khủng hoảng chưa biết khi nào chấm dứt, nhưng mà chúng ta phải làm thế nào để mà khi chấm dứt rồi chúng ta vẫn sống được, tức là nguyên lý sống còn là tối cao đấy. Làm sao mà làm được thì đấy là cái câu hỏi mà thực sự là vô cùng nan giải. Thế thì phóng viên có nêu ra cái lựa chọn ấy là cái gói cứu trợ ấy là phải tiết kiệm thì thắt lưng buộc bụng không chắc là cứu được, cho nên là cứ nên hàm ý là có cần phải tung tiền ra nhiều hơn nữa không. Thì tôi nghĩ rằng là chính phủ Việt Nam cũng cân nhắc cái này nó rất là rõ ràng. Hiện nay là ngay cả khi mà cái gói cứu trợ thứ nhất ấy, nó còn chỉ được khoảng một nửa thôi, chưa được một nửa, mà cái đấy là mới 2.8% GDP, thì là cách đặt vấn đề về gói cứu trợ thứ hai đã được nêu ra rồi, và nêu ra ở cái tầm ấy là ở cái cấp chính phủ chính thức ấy. Tất nhiên là để có cái gói cứu trợ chính thức thì nó là còn phải thảo luận chán, nhưng mà cái tiếp cận như thế là tôi nghĩ rằng là người ta đã tính đến là không phải là hà tiện, để mà đang nhìn, nỗ lực nhìn tối đa cho dành sức cho doanh nghiệp. Mặt khác ấy, cái khó hơn là ở cái chỗ này, mà cái quan trọng hơn chính là chỗ là trong điều kiện mà tiền ít mà làm sao sống được lâu. Làm như thế nào mà không phải là chúng ta cứu được tất cả, tôi thì quan điểm của tôi là không phải là cứu được tất cả, bởi vì chắc chắn phải có hy sinh, mà đó, cái mục tiêu là nền kinh tế đứng dậy được mới là quan trọng, chứ không phải là tất cả đều thoi thóp khi mà bệnh dịch nó xảy ra. Đấy, cho nên ấy là cái chiến lược khôn ngoan ấy là một cái nguồn lực như thế nào phân phối cho doanh nghiệp để làm sao đấy là cái hồi sinh theo cái thời gian và theo cái chuỗi nó lan tỏa được. Thì cái cách tiếp cận của tôi ấy là có thể nói vắn tắt là như thế này: trong một nhà mà có 10 người con ấy, ông bố chỉ có thể cứu được 2 người con thôi, chứ không thể là mang cơm cho cả 10 người, thì ông bố sẽ phải chia cơm cho 2 người con, và 2 người con nó phải nhận cái trách nhiệm là đi làm ăn cái đấy và cứu thêm 3 ông nữa, và 3 ông nữa đi cứu ấy, thì 5 ông sống, 5 ông lại nhận cái trách nhiệm là cứu cái số người còn lại, thì cái lúc ấy là may ra là mới đứng dậy được. Còn nếu mà ông bố là vì một cái lòng nhân từ theo cái kiểu như là để mà cả nhà mà ai cũng được ăn cả, nhưng mà có khả năng chết cả đấy, thì cái nguy cơ là rất lớn. Thì đấy là cái cách lựa chọn khôn ngoan. Thế còn thế nào cho nó khôn ngoan này, cả một cái câu chuyện mà phải bàn rất là lâu dài, thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có cơ hội thảo luận về cái này vào cái lúc khác. So thank you very much for your question. I believe that losses are unavoidable, especially in this context. And what we need to focus on is how to survive post-crisis. We don't know when the crisis will end, but we need to make sure that our market is able to recover or to survive through the crisis. And survival is our ultimate goal, our first priority. And this is a conundrum for the government as well as its stakeholders. Regarding your question on whether to issue more relief packages or tightening the belt, I believe that the government itself has looked into this matter very carefully. And the evidence is that we have released the very first package of relief to the phase one, which equals to 2.8% of our GDP. And we have already expended half of it, the first package. But right now we are thinking of actually issuing another relief package for phase two. And we have officially announced the intention to do so. Of course, we understand that it may take some time and more discussions for us to finalize officially on the issuance of this relief package, but there are already considerations regarding this matter. And for me, the answer is pretty clear from the perspective of the government. It is not trying to be stingy. It is spending its money on business development and salvage. On the other hand, whether we should, how we can
help everyone to survive on a very tight budget and limited cash supply. I believe that it is impossible to save everyone. Sacrifices have to be made. And our goal is to save the economy, not every single business out there. And in order to do that, my idea is to create a spiral effect in the value chain. For example, in a family, a dad has 10 children. So instead of saving all 10 children, the father can feed only 2 children. And then the 2 children that have been fed can work and then save another 3 children. Altogether, we've got 5 children that have been saved and fed. And then the 5 children that have been fed and saved can go ahead and save other children in the family. If somehow the father thinks about being merciful and safe and feed all the children and family, that family is at risk of not surviving the crisis at all. So all family members will die in the crisis. And regarding what is the wisest decision to save whom, I think we need another platform to discuss that matter. Thank you. Great. Thank you very much. Cảm ơn Tiến sĩ Thiên. Câu hỏi thứ hai sẽ dành cho Professor John. So hello, John. This is a question for you from a newspaper. So a journalist asked you, given the recently the government had built an effective anti-epidemic strategy, so they both economically and medically, you know, to deal with both prompts, right, in the second wave so far. So instead of the strict large-scale closure like in the first time, and now the authority have selected the cluster isolation, right, like in Da Nang and others. So, and remain social economic activity run. So is that reasonable in your view? Well, speaking as someone who's been living in Vietnam for the last 2 years, I'm very grateful to the actions of the Vietnamese government in keeping us, as many of us, as safe and as well as they have done. I think that the response of the Vietnamese government has been really excellent all around. It certainly in terms of maintaining a high level of public health up till the present time. And of course, we don't know what's going to happen in the future, but we hope that the government will continue to have a good handle on its strategy. The economic policy, as I mentioned in my talk, that Vietnam continues to have a smaller, modest amount of GDP growth when just about every other country in the world is declining. So again, this is a very positive sign. We don't know how long the coronavirus pandemic will last, and therefore whether it is feasible to lock down the country entirely. I think the emerging consensus around the world is we can be smarter, or governments can be smarter in identifying which activities can be permitted with a tolerably low level of risk, and which ones should be, as you put it, clustered and closed down completely. And I think it's perfectly reasonable for the government to say we are following international norms and also the conditions in Vietnam to identify activities that can continue, acknowledging that we cannot eliminate risk entirely, but in saying, well, there needs to be an effective balance between continuing health of the people and the health of the economy as a whole. And we have seen other countries have not done this so well. In my own country, for example, in Britain, it's not been managed well. The USA, we see it's been managed unsuccessfully. And we hope that Vietnam continues to follow a policy of evidence-led actions. Thank you, John. Về phía phóng viên thì có vừa có một câu hỏi với cả ông John, đó là chính phủ Việt Nam trong giai đoạn bùng phát dịch đầu tiên thì đã có những chiến lược rất là hiệu quả để có thể phòng chống đại dịch COVID-19 về cả hai mặt kinh tế cũng như là kiểm soát về mặt y tế. Và trong giai đoạn 2 này thì đã có những biện pháp kiểm soát, tuy nhiên thì hơi khác so với giai đoạn 1. Thay vì phong tỏa toàn quốc thì hiện tại là đang theo cái hướng là cách ly theo từng cụm, ví dụ như là ở Đà Nẵng chẳng hạn, và vẫn cho phép các hoạt động kinh tế xã hội phát triển bình thường. Thì theo ông đây có phải là một biện pháp hiệu quả hay và hợp lý trong tình hiện tại hay không? Thì John vừa mới trả lời là
Cá nhân tôi là một người cũng đã sống ở Việt Nam một khoảng thời gian dài và cũng rất là cảm ơn chính phủ Việt Nam đã có những biện pháp rất là hiệu quả để có thể đảm bảo an toàn cho người dân Việt Nam cũng như là những người nước ngoài sống tại Việt Nam như tôi. Và tôi nghĩ rằng là ở giai đoạn đầu tiên cũng như là tính đến thời điểm hiện tại là các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19 và các biện pháp về y tế cộng đồng tại Việt Nam đã phát huy hiệu quả. Tất nhiên là đến thời điểm hiện tại, còn trong tương lai thì chúng ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tôi hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục phát huy được cái tinh thần và mức độ hiệu quả này. Về phía nền kinh tế thì như tôi cũng đã chia sẻ trong bài trình bày của mình, đó là nhờ vào các chính sách kinh tế của chính phủ Việt Nam mà GDP của Việt Nam của chúng ta vẫn có được những sự tăng trưởng, mặc dù là khiêm tốn nhưng là cũng là có sự tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm so với các quốc gia khác, là thậm chí là còn tăng trưởng âm. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái tín hiệu rất là tích cực đối với cả nền kinh tế Việt Nam. Dịch kéo dài đến thời điểm nào, còn bao lâu nữa thì chúng ta cũng không biết được. Vậy nên là nếu mà chúng ta bảo là mình sẽ cần phải phong tỏa toàn quốc một lần nữa thì tôi nghĩ rằng đây là một cái lựa chọn nó cũng sẽ không thực sự phù hợp, mà chúng ta có thể là suy nghĩ một cách thông thái hơn để xem là có những cái lĩnh vực nào, ngành nào, hoạt động kinh tế xã hội nào mà chúng ta nên phong tỏa, còn cái gì là chúng ta vẫn có thể để tiếp tục hoạt động được nếu như là rủi ro tương đối thấp. Thì tôi thấy rằng là hiện tại là cái biện pháp mà cách ly phong tỏa theo cụm này là biện pháp mà rất nhiều các quốc gia khác trên thế giới người ta cũng đang áp dụng rồi, và Việt Nam của chúng ta đang đi theo cái thông lệ đó, thì tôi hoàn toàn ủng hộ. Bởi vì câu hỏi đặt ra ở đây đó là làm thế nào để cân bằng giữa sức khỏe của người dân và sức khỏe của nền kinh tế. Rất nhiều quốc gia đã không làm tốt được cái sự cân bằng này, trong đó có Anh Quốc, quốc gia của tôi, quê hương tôi, có Hoa Kỳ đã không thành công. Thì tôi hy vọng rằng Việt Nam của chúng ta sẽ đạt được những thành công hơn so với cả chúng tôi và tiếp tục duy trì được cái thành công đó. Very good. Thank you very much for the great translation. I would say that you did great jobs in you know, John CC did great job translating almost everything that you answered. So thank you so much for both of you. Thưa tiến sĩ Thiên thì hiện tại có một câu hỏi khác, và câu hỏi này tôi xin đặt tôi xin hỏi cụ thể như là một nhà báo đã hỏi như sau. Nhìn vào công thức GDP, tôi nghĩ là chắc họ hỏi về công thức về chi tiêu chứ không phải là thu nhập, đúng không ạ? Chi tiêu thì công thức GDP thì xin nói thêm thì theo lý thuyết macro thì nó sẽ gồm có tiêu dùng, có đầu tư, có chi tiêu chính phủ và có xuất khẩu ròng, đúng không ạ? Thì nhìn vào cái bốn cái yếu tố đó của công thức GDP thì ông nghĩ rằng trong thời gian tới đây thì triển vọng tăng trưởng giờ tới cuối năm đó sẽ dựa vào cái điểm nào? Tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu chính phủ và xuất khẩu ròng. Tôi nghĩ rằng thì trong cái điều kiện mà kinh tế nó khó khăn ấy, thì cái định hướng như tôi đã nói trong cái thuyết trình ấy, một trong những cái điểm trọng tâm ấy là chính là cái đầu tư công ấy, đầu tư chính phủ. Hiện nay Việt Nam có một cái lợi, tức là nó tích đọng một cái lượng đầu tư công rất lớn mà chưa ra ngoài thị trường được. Và có thể coi như đây là một cái nguồn máu dự trữ cho cái nền kinh tế cái lúc khó khăn này. Làm sao mà đưa được cái đầu tư công này ra cái xã hội? Đây là cái cách mà tiếp máu cho thị trường theo cái cách bằng cái con đường thị trường, chứ không phải là bằng cái con đường gọi là ưu đãi, bằng cái con đường là chia theo cái cách hành chính. Và như thế nó đỡ rủi ro hơn rất nhiều. Và nó thấm trực tiếp vào cái khu vực tư nhân qua con đường đầu tư, qua doanh nghiệp. Cái này nó đúng với cái lý thuyết của kinh tế học thông thường ấy, tức là những cái lúc khó khăn ấy thì chính phủ nên chi tiêu nhiều hơn. Đặc biệt ở đây là tôi muốn nói là cái chi tiêu này là gắn với chi tiêu đầu tư công. Thì đấy là cái câu trả lời. Còn tất nhiên ấy là trong những cái cơ hội nhất định là chúng ta vẫn cứ phải là tính đến những cái yếu tố khác như các vị nói, và Việt Nam cũng đang không bỏ qua cái nào cả, nhưng mà cái trọng số chính là cái đầu tư công. Xin cảm ơn. So there is a question from a journalist for Associate Professor Dr. Tian. When it comes to the GDP calculation in terms of the theory for macroeconomic development, it is comprised of consumption, expenditure, public investment, and net export. So in your opinion, in the last half of 2020, which factor we will depend on the most out of these four factors? And Associate Professor Dr. Tian responded that in this particular context, when our economy is suffering, I think we are reliant mostly on public investments, like I mentioned in my presentation. Because as I mentioned in my presentation, the Vietnamese
government's investment at the moment, a large part of it still remains and have not been released to the market. And that's the reason why we still got a large reserved blood supply that we can provide to the market. But instead of spending it through different administrative layers of the government, I believe that this blood supply should be provided directly to the market through the enterprises. And that is how we can support them in the best way possible. And yes, theoretically speaking, we have to focus on the public investment a lot more, especially in the difficult times like COVID-19 we're suffering right now. Vietnam is also taking advantages of many other opportunities out there if they're available. But I believe that public investment is the most important component. Excellent. Thank you very much. I think there's a question there regarding the, I think it's come from An Vũ. By the way, I'd like to thank all of the college from, I think about 15 universities joined us today, representative, and also from other ministry and many people joining. So great question from the audience. So one of the questions asking the panel is why the government pushing and encouraging public spending while the level of corruption is still high? And public spending while quiescent can be considered a good thing, but do the government address the issue of low efficiency of public spending? So I think I can represent the panel to answer a couple of key things for the questions as well. Other questions similar, I think I can answer in general. I do agree with An Vũ, the one who put a very good questions. So we all know that the grabbing out issue currently now in economics, we translate it as the lấn át của khu vực nhà nước đối với khu vực tư nhân. Currently now issue is very much in the case of Vietnam. Corruption still rampant in Vietnam. If you look at the transparency index, so Vietnam ranked very low. I mean, it's the far down the second half of the ranking. But you can see from Dr. Tin's explanation that, you know, in this particular situation, you look at the four components of the formula of the GDP, it's hard to do any other thing, right? Investment or consumption and other things is very difficult. Therefore, G, which means the government spending, will be one of the important part to rely on. But actually, if you look at the rates that we realize, the public spending is still in trouble right now for the case of Vietnam. I think one of the solutions that RMIT also working on is the digital government, on e-government, to make things more transparent and still underway, right? So the latest rankings come out and actually we improve a little bit, but not much. So in a nutshell, we don't have much choice in this situation. But the government, I think they understand the situation. So they do it cautious. But the good thing is if we push for more e-government ranking, this means digital government, you know, in every play, making more transparent, holding the official to more accountable for the work that they are doing. Like recently, you see a lot of, you know, trial, a lot of scandal have been go to publish right now. So we do believe that the government doing and try to improve things. But I agree with you that it's really tough right now, given the corruption, given the currently now issue in Vietnam. So I hope that I can answer somehow because we don't have other choice, much choice, because it's a special situation. Okay, so let me move to the another question for Dr. Tin and then Dr. John. Đầu tiên thì tôi muốn gửi lời cảm ơn đến 15 trường đại học đã có những đại biểu tham cũng như là đại biểu từ các cái bộ ngành tham dự cuộc họp hôm nay. Chúng ta đã có những câu hỏi rất là tuyệt vời ạ. Vừa rồi thì bạn An Vũ có một câu hỏi, đấy là vì sao mà về phía chính phủ lại tăng chi tiêu trong khi mà cái tỷ lệ lạm phát vẫn cao như vậy, và làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện được cái vấn đề hiện tại, đấy là hiệu quả đầu tư công rất là thấp. Thì về phía câu trả lời của diễn giả thì vừa mới nói rằng đấy là đúng ạ, hiện tại ở thị trường Việt Nam của chúng ta thì khu vực nhà nước vẫn đang lấn át khu vực tư nhân, và cái vấn đề tham nhũng vẫn là một cái vấn đề mà xảy ra rất là tràn lan tại Việt Nam. Và nếu mà xét về cái chỉ số minh bạch tại Việt Nam thì trong nhóm các quốc gia thì chúng ta nằm ở top nửa dưới, thì đấy là một cái mức rất là thấp.
Tuy nhiên thì như tôi còn nói là về cái công thức tính GDP, về mặt lý thuyết thì chúng ta có bốn cái yếu tố, trong đó có đầu tư công, rồi là có tiêu dùng vân vân. Thì nếu mà dựa trên bốn yếu tố này thì cái nào là cái phương án gọi là khả thi nhất mà chúng ta có thể dựa vào, thì đó chính là cái đầu tư công từ phía chính phủ. Tất nhiên là hiện tại tôi cũng đồng ý với bạn An Vũ, đấy là cái tốc độ giải ngân của chính phủ Việt Nam là còn chậm. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái yếu tố mà chúng ta cũng khó có sự lựa chọn nào, thì chúng ta buộc phải dựa vào cái đầu tư công. Chính phủ Việt Nam hiện tại cũng như là về phía trường Remit cũng đã có những cái hoạt động liên quan tới việc phát triển chính phủ điện tử. Từ cái chính phủ điện tử này là cải thiện được tình hình minh bạch trong chính phủ Việt Nam. Và chúng ta biết rằng là nỗ lực từ chính phủ Việt Nam cũng đã cho thấy được những sự cải thiện nhất định. Tất nhiên là cũng không quá lớn, tuy nhiên thì vì xếp hạng cái mức độ minh bạch chính phủ điện tử thì chúng ta đã có những cái bước tiến nhưng mà cũng rất là nhỏ thôi. Vì vậy cho nên là như tôi cũng đã chia sẻ về mặt chính phủ thì tôi nghĩ rằng là họ hoàn toàn hiểu vấn đề này và họ cũng đang rất là nỗ lực để cải thiện được cái tính minh bạch này, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cán bộ nhà nước này. Hiện tại thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều các vụ xét xử, các vụ xử án, rất nhiều những cái scandal mà cũng đã công khai cho dư luận để cùng tham gia và phản biện. Chính vì thế nên là chúng ta có thể tin tưởng rằng là chính phủ Việt Nam cũng đang có những cái quyết tâm nhất định trong việc cải thiện cái tình hình tham nhũng tại Việt Nam. Chốt lại đấy là tôi hoàn toàn đồng ý với bạn, đây là một vấn đề khó. Tuy nhiên thì trong rất nhiều những cái sự lựa chọn, có bốn sự lựa chọn như vậy thì vẫn là cái đầu tư công là chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào. Excellent, rất cảm ơn bạn translate cực kỳ tốt và đầy đủ. Probably so we have only one question left for Dr. Tin because we need to conclude the event. So đây là câu hỏi cuối cùng bởi vì thời gian cũng gần hết theo như quy định. Xin hỏi thầy Thiên là hiện tại có một câu hỏi cũng khá hay, đó là liên quan tới bất động sản công nghiệp. Bất động sản công nghiệp có nghĩa là chắc là những cái khu công nghiệp mà các nhà đầu tư tới hoặc là nhà đầu tư trong nước để tới để đầu tư. Thì xin hỏi diễn giả là với Covid thì ảnh hưởng tới cái bất động sản công nghiệp này như thế nào? Thì có lẽ là đây là câu hỏi cuối cùng bởi vì thời gian nó có hạn. Xin mời tiến sĩ trả lời. Hiện nay thì cái ngay cả trong cái điều kiện Covid ấy, mà càng về sau Covid ấy, thì cái nhu cầu về bất động sản công nghiệp chắc nó sẽ tăng lên rất là cao. Bởi vì như chúng ta biết rằng Việt Nam đang được lựa chọn như là một cái điểm hấp dẫn đầu tư khá là hot trên thế giới hiện nay. Trong cái bối cảnh mà không chỉ là Covid mà là cái chiến tranh thương mại Mỹ Trung thôi ấy, thì chúng ta thấy là cái dòng những cái dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc ra ngoài nó đã tăng lên và Việt Nam đã là được tính như là một cái điểm lựa chọn rất là đáng tin cậy. Thế rồi cái Covid này nữa đấy thì cái nhu xu hướng ấy nó càng tăng lên mạnh. Và đó là cái tần số trong cả cái lúc này những cái đoàn, những cái đặt hàng đến Việt Nam nó cũng đang tăng lên. Vì thế là cái bất động sản công nghiệp không phải được dự báo nữa mà là được cho là nó sẽ nóng lên trong cái giai đoạn tới. Tuy nhiên ở đây có một cái điểm rất đáng lưu ý thế này, nó liên quan đến một cái khái niệm mà lâu nay người Việt Nam nghe là dễ bị kích động, đấy là cái làm tổ để đón chim đại bàng. Tới đây thì người chiến lược thu hút FDI của Việt Nam là vẫn là hướng tới những cái nhà đầu tư lớn có đẳng cấp công nghệ, có tiềm lực tài chính và có cái năng lực gọi là thị trường và cái trình độ quản trị nó rất cao, tức là tham vọng là cái mong muốn là kiếm được cái nhà đầu tư tốt là rất là cao. Tuy nhiên ấy, khi mà mời được như thế thì cái cách diễn đạt là cần phải làm tổ thật tốt thì đại bàng đến đẻ trứng được, thì là logic thì đúng. Nhưng mà ta hiểu cái tổ của chim đại bàng ở Việt Nam hiện nay nó quá đơn giản. Tổ thường hình như chỉ tập trung vào hai cái tiêu chuẩn thôi. Một là ưu đãi nhiều. Thứ hai đó là cái khu công nghiệp ấy, là điện, nước rồi là các thứ tiếp cận là nó dễ. Cái khu công nghiệp có giải quyết được những cái yêu cầu về môi trường, yêu cầu về công nhân tương đối là nhà ở công nhân nó tương đối tốt. Ví dụ như vậy. Thì tôi nghĩ là cái cách tiếp cận ấy là nó không đúng lắm. Nó không phản ánh đúng cái mục tiêu của Việt Nam. Mà cách tiếp cận đó, cái gọi là tổ đại bàng ấy, nó phải bao gồm cả một cái cấu trúc chính sách, cấu trúc thể chế minh bạch, có cái hệ thống pháp luật ấy là rất là tốt để cho các nhà đầu tư ấy là khỏi phải mất công về cái hệ thống thể chế này.
nó lèm nhèm, nó lằng nhằng, nó không rõ ràng minh bạch. Cái thứ hai là phải có cái nguồn nhân lực tốt, thì cái tổ đấy là nó phải cung cấp được cái yếu tố đấy. Và cái thứ ba, cái này rất là có ý nghĩa, là lực lượng doanh nghiệp Việt Nam phải tốt lên. Chứ nếu mà lực lượng doanh nghiệp Việt Nam không tốt ấy, thì chắc là những cái nhà đầu tư tốt của nước ngoài người ta cũng chỉ đến cái phần mà kém của họ thôi, chứ người ta không thể cái phần tốt được. Thì đấy là cái khái niệm mà tổ đại bàng. Cho nên ấy, cái cách tiếp cận về khu công nghiệp muốn trở thành tốt theo đúng ý nghĩa, đúng hot theo đúng ý nghĩa, đúng theo đường lối, là nó phải gắn với những cái yếu tố đó. Và khi mà làm khu công nghiệp, cái điều đó cũng hàm ý rằng là phải tính đến những cái này. Chứ nếu không ấy thì có thể rằng lại không được hiệu quả như mong muốn, thậm chí là rủi ro. Thì tôi muốn chia sẻ thêm cái bất động sản khu công nghiệp theo cái tinh thần như thế. Xin cảm ơn. Last question of the day. So there is one participant asking about industrial properties, industrial real estate. So I believe that she or he is talking about industrial zones or industrial parks in Vietnam and how industrial parks are affected by COVID-19. So response from Dr. Tien is that, so I believe that after COVID-19 ends, the demand for industrial parks, industrial properties in Vietnam will be on the increase. And at the moment, globally, Vietnam is one of the hottest destinations for businesses across the world to relocate to. In the context of US-China trade war, a lot of companies have moved out of China to other countries, including Vietnam, which is one of the most reliable destinations for investors. And in the context of COVID-19, I believe that that demand is going to grow even more. And the examples are that there have been an increased number of orders and visits to Vietnam by international companies. And yes, in the future, the demand for industrial parks or industrial properties will be on the increase. But the concept that we have to clarify with each other is building the nest for the eagles to come and lay eggs. And according to our FDI, direct foreign investment policies, at the moment, we are seeking large investors coming to Vietnam. We're inviting them to Vietnam. So by large investors, I mean they've got a lot of markets, open markets, they've got financial resources, they've got a high level of capacity for governance. So that's what I mean by large enterprises that the government wants to attract to Vietnam. But when it comes to building that nest to welcome the eagles to come and lay eggs in Vietnam, at the moment, our idea is still very rudimentary. Our government is still focusing on the building that nest in terms of introducing more incentives or focusing on the accessibility of industrial parks and to utility services in Vietnam, making it easy for foreign companies to come and to already have facilities here in Vietnam. And I believe that is not okay, because that nest that we have to build to welcome the eagles involve a lot of factors. The first one is to have a transparent legal framework and institutions in Vietnam so that we can remove all the uncertainties in the minds of foreign investors. And then we also need a strong and qualified human resources available in Vietnam. And another factor is the development or the growth of local companies. And with all of these factors combined, we can build that strong nest to actually welcome them to come and stay in Vietnam, or else they will just give us not their best. Only the less technically advanced components of their company will come to Vietnam, not the most advanced one. So if you want to make investment in industrial real estates, make sure that you've got these factors in mind when you develop your industrial park. Great. So I would conclude my role as a moderator at this point by saying thank you so much, Professor Tien, and also all of my colleagues from more than 15 universities, a lot from the industry, Coca-Cola, and many Unilever we can see here, everyone, especially the event teams, who would make it possible, live translation. You see that, I never see it before. We jump back and forth with two different language, and then they still provide a great service on this. So thank you so much for everything. For any update on other future event, we will send
you the email on the email that you provided. So thank you very much, everyone, for joining us in today. So I hand it over to John for introducing our leadership for conclude the event. Thank you. John, you all right. Thank you, Dr. Chung, for your very good now. Yeah. Thank you. I was momentarily struck dumb by how wonderful the questions and answers were. But let me thank you, Dr. Chung, for your very efficacious management of the question and answer session. And now we move to the concluding remarks. And I'm going to call upon Associate Professor Dr. Robert McClelland to deliver the concluding remarks. And with that, Professor, the floor is yours. Thank you, John. Well, I think we've had a fantastic set of speakers today. And so to begin, I'd like to say to distinguished speakers, to guests, to colleagues, and to students, and ladies and gentlemen, we've had two very good sets of presentations today. Firstly, we had Dr. John Walsh, started with the Vietnam business environment updates. And then we had Dr. Chung Quang Nguyen, who continued with research findings on the digital transformation of firms, and that's the firms that were operating in Vietnam. We learned a lot from this, and the first thing we learned was that the situation facing the global economy is concerning, and it's likely to get worse. We also learned that Vietnamese firms can respond to these difficult situations with smarter and more efficient management. Thirdly, we learned that digital transformation is critical for firm survival and growth in the environment that we're in today, regardless of the size of those firms. And finally, from those areas, we learned about the position of digital transformation of firms operating in Vietnam. And it's still a challenging way to go for most of the firms, but they can overcome that challenge. And that's through understanding the DNA of digital transformation. And they can start now to transform their core business, as well as looking for new business models. Next, we heard from our principal guest today, from Associate Professor Chan Dinh Chinh, and he talked on the topic of what should the Vietnamese government do to help companies resist COVID-19, and also to profit from the free trade agreements. So from him, we learned that the Vietnamese government is working hard to find the best solutions to the many problems that face the country and its people. We learned that the situation is complex and unprecedented. So it will take more time to understand all the ramifications of the situation and how to proceed. And finally, from him, we learned that the government is taking the opportunities to enact needed restructuring and also to take advantage of opportunities provided by the newly signed free trade agreements. So all of these talks today, I think, were really very informative, exceptionally informative for our international business students, but also for the wider business community in Vietnam. And I'm glad to see so many people attended today. So I'd like to thank all the speakers and the audience that participated. I'd like to thank the fantastic interpreter that we had, and also to mention that some of the research was provided by KPMG. So thanks very much for that input as well. And specifically to our guest speaker, Dr. Chien, who was very informative and gave us the benefit of his vast experience. Finally, I'd like to thank the team behind the scenes who've made all of this possible. So I'd like to thank Miss Lei in Hanoi and the team up there, the events support area. And also in Ho Chi Minh, I'd like to also thank Miss Tien and also Miss Bao Chang for their inputs as well. So again, thank you to everybody today. It's been a great second part of the International Business Forum. And we look forward to next year's double event. And hopefully we can do that face to face. So thanks very much, everybody, for this great event.
Vâng ạ, để kết thúc ba sự kiện của chúng ta ngày hôm nay thì đầu tiên thì tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các đồng nghiệp, các bạn sinh viên cũng như là các diễn giả, đặc biệt là các diễn giả đã trình bày hai bài thuyết trình vừa rồi rất là tuyệt vời. Với bài thuyết trình đầu tiên thì chúng ta đã lắng nghe anh John Wash cũng như là anh Trung trình bày cho chúng ta về môi trường kinh doanh hiện tại tại Việt Nam, tình hình của Việt Nam cũng như là cái chuyển đổi số sẽ diễn ra như thế nào thông qua nghiên cứu mà anh đã thực hiện cùng với cả sự hỗ trợ của KPMG. Thì những điểm mà chúng ta đã học được từ bài thuyết trình này, đó là tình hiện tại cũng có những cái quan ngại nhất định này, rồi là doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta có thể nâng cao được những cái yếu tố nào dựa trên cái mô hình lý thuyết mà anh đã đưa ra, đúng không ạ, để chúng ta có thể chuyển đổi số một cách hiệu quả hơn, thích nghi tốt hơn. Thì đấy là những, bất kể là chúng ta ở quy mô doanh nghiệp như thế nào thì chúng ta đã tìm hiểu được những thông tin như vậy từ bài thuyết trình của anh. Cái tiếp theo là với bài thuyết trình của ngày Thiên thì chúng ta đã biết được là chính phủ Việt Nam đã và đang làm gì để có thể hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp tận dụng tốt hơn cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do cũng như là giải quyết vấn đề về đại dịch COVID-19. Thì chúng ta biết rằng là tình hiện tại đang có những cái sự diễn biến rất là phức tạp và khó lường. Chính vì thế nên là chúng ta về phía chính phủ thì đã cố gắng tận dụng những cái cơ hội để có thể cải cách cũng như là tận dụng cơ hội từ cái việc ký kết các hiệp định tự do thương mại. Vừa rồi là chúng ta đã có hai bài thuyết trình rất là nhiều thông tin hữu ích cho các bạn sinh viên cũng như là tất cả các đại biểu tham dự vào cuộc họp ngày hôm nay, và tôi cũng rất là cảm ơn tất cả những các bạn đã tham gia vào sự kiện họp sự kiện trực tuyến này, đồng thời là cảm ơn các diễn giả, các bạn phiên dịch, cảm ơn công ty KPMG đã tham gia hỗ trợ thực hiện nghiên cứu, và đặc biệt là cảm ơn các bạn trong ban tổ chức cả ở Hà Nội cũng như là đầu cầu Hồ Chí Minh đã giúp cho sự kiện này thành công và hiệu quả như vậy. Và hẹn gặp lại tất cả các anh chị, các quý vị vào sự kiện kết vào năm tới 2021, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có thể gặp mặt trực tiếp thay vì là họp trực tuyến. Cảm ơn các anh chị. And breathe. Well done. Okay, thank you, ladies and gentlemen. That concludes the entertainment for today. The International Business Forum 2020 brought to you from RMIT Vietnam over two weeks. The first in our Ho Chi Minh City campus and today from our Hanoi campus is now concluded. I would like to thank our honored and distinguished guests and all members of the team who have made this possible. Thank you, everybody, and see you next year. Thank you. Goodbye. Như vậy là kết thúc sự kiện ngày hôm nay ạ. Xin được cảm ơn một lần nữa ban tổ chức cả hai sự kiện từ phía đầu cầu Hồ Chí Minh cũng như là Hà Nội và tất cả các bạn khán giả đã tham dự vào sự kiện ngày hôm nay. Chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại chúng ta trong thời gian sớm nhất.